Em Minh chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp giá xỉ Cheater R12 màu màu đỏ. À quên nhầm, màu trắng đỏ mọi người. Thường thường nó ra là Cheater R12 là nó sẽ là màu trắng đen. Lâu lâu nó mới về được cái màu trắng đỏ mọi người. Thì em quay cho mọi người xem màu trắng đỏ nhé. Màu này thì nhiều người thích hơn là màu trắng đen. R12 thì cái lô mới nhất bây giờ nó là vỏ của nó là 700x28. Thì mọi người cùng tham khảo với em. Mẫu này thì nó là Hino Motang là carbon. Mọi người nhìn cái lúc thì nó là ghi, cái đầu của nó là đầu cá mập là đầu thế này. Lúc thì nó lại đầu ghi chữ CB ở đây nhưng mà đều là đầu carbon nhé mọi người nhé. Mọi người có thể phân biệt được với carbon hay không carbon thì nó ở chỗ này này. Bởi vì là nó là carbon thế nên là nó là phải có con ốc mà có hai, nó có con ốc với cái hai đầu này, nó bắt vào nhau chứ nó không xoáy trực tiếp được vào cái đầu này mọi người này. Nếu mà như bản đầu nhôm thì nó sẽ vặn trực tiếp vào bên này là nó có gen, còn cái này là carbon nó không có gen được mọi người. Đấy, phân biệt đơn giản thế thôi. Thì bản này nó là bản ghi đông bô tăng là carbon liền luôn. Carbon liền. Và đi vỏ là vỏ 700x28C. Vỏ viền vàng này mọi người này, vỏ Innova 700x28C. Niền thì là niền nhôm. Niền nhôm 4 phân. Cối nổ. Căm con này căm dẹt mọi người ạ. Căm này căm dẹt. Căm dẹt. Thực ra là dẹt hay tròn thì không quan trọng, bởi vì là nhà máy nó thích, lúc nó thích lắp cái gì vào thì nó lắp mọi người. Nó cứ là bản R12 là được. Bản Cheater R12 mà đầu carbon, cốt yên là carbon, rồi khung carbon, càng carbon. Đi cái bánh này là cái niền này, niền nhôm thôi. Đấy. Cái lô mới bây giờ thì nó không phải là giò, không phải là giò Scenic nữa, mà nó là giò của thằng Welltop. Nó đều tương đương thôi mọi người, giá tiền vẫn vậy mà em mình bán là 15.500. 15.500 thì nó đi là 12 lít. 12 lít mọi người. 12 lít này. Lít thì lít thả của Sunshine hay Sugex gì thôi. Vẫn là như vậy thôi. Sugex mọi người ạ, Sugex lít thả Sugex 12 lít. Và Sen Sumo. Gạt đĩa của nó là gạt đĩa Retropec 2 đĩa 50-34 răng. Đấy, trục rỗng. Trục rỗng luôn. Cái đùm của nó là bây giờ toàn bộ đùm của nó là đùm này hết nha mọi người nhé. Nó không có cái còn cái đùm carbon để mà nó lắp đâu. Toàn bộ là đùm này hết. Size thì em Minh có là 46-48. Nhiều màu lắm, 6 màu luôn mọi người. 6 màu luôn. Nhưng mà em vừa mới lắp con này lên, em quay cho mọi người trước cái màu trắng đỏ này trước đi. R12 màu trắng đỏ. Tí nữa em sẽ đùm lên 6 màu này, em sẽ lắp cho mọi người coi đủ, quay video cả 6 màu cho mọi người coi. Cái tay lắc này nó là carbon đấy mọi người. Tay lắc này nó là carbon đấy. Rồi nó sẽ đi là cái thắng của nó là thắng Retropec. Thắng Retropec. Thắng cơ piston dầu. Đĩa của nó là đĩa ổ, nó lắp được đĩa Techo này, không biết là con này Techo hay là con khác như nào thì cũng giống nhau thôi mọi người ạ. 160 24. Thì bây giờ là nó đều là đi sử dụng trục ti bút hết rồi nhé mọi người nhé. Toàn bộ nó đều sử dụng trục ti bút hết rồi. Đấy. Trục ti bút đùm là đùm rỗng luôn. Đấy. 15.500 thì cái màu trắng đỏ này thì em về có màu trắng đỏ lên thì mọi người cứ yêu cầu là tìm màu trắng đỏ này. Thì em thấy cái là em phải quay cho mọi người coi luôn. Yên của nó là yên đẹp, yên mới đây, đẹp đây. Bàn đạp của nó vẫn vậy thôi. Bàn đạp của nó vẫn là cái loại này. Vẫn là cái loại này. Cối nổ nhá. Rồi hai đĩa 12 lít. Giá em Minh bán thì là 15.500. Mọi người có nhu cầu mua về cái R12 này thì màu này trắng đỏ này mọi người liên hệ với em nhé. Size 46-48. Số điện thoại của em Minh là 0706 198 999. Hoặc là
mọi người ghé trực tiếp 98 xẹt 11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em 15 năm là em tặng quà chống inox này, gọng bình nước, chai nhớt, đèn sau, nón bảo hiểm luôn, tổng cộng là 6 món và bao ship luôn mọi người. Rồi em cảm ơn mọi người.